ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, trong bài thứ bảy chúng ta tiếp tục nghiên cứu một cách khái quát về các dữ liệu được chứa trong kho tàng Thức A Lại Gia, được gọi trong duy thức học là chủng tử. Đề cập đến chủng tử là nói đến các hạt giống bẩm sinh và mới quân tập của con người liên hệ đến các loại hình tri giác, kiến thức, nhân cách, khuynh hướng, nghề nghiệp, lý tưởng và sự ảnh hưởng của nó đối với thân phận, hạnh phúc hay là khổ đau của con người. Trong 30 bài tụng di túc, thì bài thứ tư, thứ ba đề cập đến hoạt dụng của Thức A Lại Gia, trong đó khái quát quá về các hạt giống. Dù không được đề cập nhiều, vai trò của nó rất có ý nghĩa trong đời sống tu học và huấn luyện đạo đức của con người. Dựa vào bản sớ giải thành duy thức luận, chúng tôi hệ thống hóa, đồng thời so sánh đối chiếu với các luận phẩm khác như Bát Thức Quy Củ Tụng, nhằm giới thiệu một cách bao quát về các loại hình hạt giống khác nhau và sự ảnh hưởng của nó đối với bẩm chất, từ được gọi là cá tính, khuynh hướng của con người. Trước nhất là phần định nghĩa theo thành duy thức luận. Chủng tử là các dữ liệu được chứa đựng và tồn tại trong kho tàng A Lại Gia. Mỗi một chủng tử có một công năng sai biệt và trực tiếp sản sinh ra kết quả của chính nó. Đây là định nghĩa bao quát nhất về bản chất của hạt giống. Ở đây xác định nơi mà các hạt giống được cắt chứa và tồn tại là Thức A Lại Gia. Khi được đưa vào trong kho tàng á, thì các hạt giống này có thể khởi lên các hoạt dụng, mà tiến trình của nó là dẫn khởi và tạo ra kết quả. Bản chất của kết quả được trổ với tính năng của hạt giống là tương thích với nhau. Từ đó nó mới tạo ra đặc điểm của từng chủng loại, từng loại hình sự sống, rồi từng nhóm, từng tập thể, từng liên minh, mà vốn dĩ trong tự thân của chúng có một mẫu số chung tương thích về họ hàng nghiệp. Trong mối tổng hòa đó, đó cũng có những hạt giống cá biệt,
nghĩa là thể hiện cái tính năng khác với những cái đang hiện hữu xung quanh nó, là cùng chủng loại với nó. Theo một định nghĩa khác thì chủng là cái tạo ra điều kiện của mọi sự vật hiện tượng, đặc biệt là tâm, tâm lý và hành vi. Cho nên sự hiện hữu của chúng là có thực. Nếu ta phân tích về bản chất thì ta phải thừa nhận rằng tính thực hữu của các hạt giống không thể gọi là đồng nhất với kết quả mà nó sinh ra, nhưng cũng không thể nói là nó khác biệt với kho tàng thức nơi chứa đựng nó. Nói cái khác là nó có một mối liên hệ đồng tính chất thông qua tiến trình của sự trở thành. Bỏ một con giấm chua vào trong một lít sữa, để trong trạng thái lạnh của tủ lạnh hoặc là bên ngoài, một hai ngày sau ta có sữa chua, tức là dao ua. Cho rằng là dao ua đó là khác hoàn với sữa tạo nên nó thì cũng không hẳn thế, và cho rằng đó là nó đồng nhất với nhau 100% lại càng sai. Như vậy sữa chua là sự trở thành từ sữa cộng với con giấm, hoặc là các hóa chất có thể tạo ra sự hội tụ để biến một cái chất lỏng trở thành một chất sền sệt và có vị chua. Như vậy dao ua và các hình thái của nó có cùng tính chất với sữa. Không thể làm sữa mà tạo ra bánh mì hay cơm hoặc bún riêu, vân vân. Sự đồng tính chất đó là yếu tố quyết định, và đây cũng chính là nền tảng của nhân quả Phật giáo. Dư Già Sư Đề Luận định nghĩa rằng thể của chủng tử từ trước đến nay tương tục không đứt tuyệt. Tính tuy tồn tại từ vô thủy, nhưng do sự quân tập sai biệt, bởi nhiễm tịnh nên mới được phát sinh. Do quan hệ với quả dị thục được tiếp nhận từ xiêm, nó được gọi là mới. Ở đây luận Du Già đang đề cập đến có những hạt giống chủng tử có lâu và có những hạt giống mới bắt đầu có. Và tính hạt giống dù là có lâu hay là mới thì sự tồn tại tương tục tác động với những cái sự quân tập, tức là điều kiện xung quanh đó, là những yếu tố để tạo ra được cái sự chín mùi của các hạt giống, mà nói theo ngôn ngữ dễ hiểu đó là quả. Phần 2, đặc tính của chủng tử. Căn cứ vào luận Diếp Đại Thừa, các chủng tử được hiểu qua 6 đặc điểm. Thứ nhất, sát na diệt. Các hạt giống khi đã được nạp vào trong kho tàng thức A Lại Da, dầu không mất đi, nhưng sự tương tục vô gián của nó đó thể hiện qua các hình thức sanh và diệt tạm thời trong không gian tương đối là có,
Sở dĩ mà nó có cái tiến trình đó là vì nó làm nhân và phát sinh tác dụng, cho nên nó được gọi là vô thường. Sự vô thường đây được đông đo tính điểm bằng các đơn vị nhỏ nhất của thời gian, sát na. Do vì tính vô thường của các hạt giống, người thu nạp những kiến thức trong một lĩnh vực nhất định nào đó, nếu không tiếp tục chăm sóc bồi dưỡng nó sẽ bị làm quên. Và do vậy, việc nạp vào như thế được xem là không có hiệu quả, hay là tác dụng nó quá ít đến độ đó không gây một cái ảnh hưởng tích cực hoặc là tiêu cực nào cho cái tiến trình nạp những hạt giống kế tiếp theo sau, hay là ảnh hưởng trực tiếp theo hướng tốt hay xấu đối với cái kho tàng các hạt giống đã có sẵn. Chẳng hạn như là những người tu học Phật đó, thì ai cũng biết rõ là vũ trụ này là một tương duyên đa chiều. Đó là kiến thức mang tính quy luật và phổ quát. Kiến thức đó có thể bị thay đổi theo dạng này dạng nọ, nhưng mà nó tính chất nó vẫn là mối tổng hòa của nhiều điều kiện, chứ không thể có một nguyên nhân đầu tiên. Có thể ta học kiến thức ấy và 20 năm sau, do việc công ăn việc làm, mình không có cơ hội để ôn lại đào sâu. Khi ta học triết học Bác Lênin, trong đó có những quan điểm cho rằng vũ trụ này là một sự biến dịch, thì cái kiến thức đó đó cho thấy là tính quy luật của mọi sự hiện tượng đang diễn ra. Nhưng mà so với cái kiến thức về duyên khởi đó, nó không có là một cái gì mới. Nó là một cái diễn tả bằng một góc độ khác, với một ngôn ngữ khác. Cái gì là duyên khởi thì cái đó là biến dịch. Như vậy, biến dịch đó là một khái niệm được phát sinh từ quy luật duyên khởi. Cho nên, khi ta nạp hạt giống kiến thức của tính biến dịch ở trong triết Mác Lênin, hay là trong các quan điểm triết học khác, thì rõ ràng nó không ảnh hưởng gì, thương tổn gì đến cái hạt giống kiến thức về học thuyết duyên khởi mà chúng ta đã thâu nạp cách đây 20 năm. Nhưng mà cũng có những cái kiến thức mới nó làm đảo lộn các nhận thức, tại vì hạt giống đó có tính năng chân lý cao, và do vậy tự nó xử lý điều chỉnh làm cho chúng ta hiểu một vấn đề nó sâu sắc hơn. Ví dụ trước đây mình tin rằng là Thượng Đế tạo sơn hà vạn vật, bây giờ có kiến thức về khoa học, kiến thức về Phật học, tôi biết rõ là vũ trụ vốn dĩ nó như thế. Và do vậy các mảng kiến thức này dầu chỉ mới nạp một thời gian rất ngắn, nhưng có khả năng thay thế những kiến thức cũ có thể tồn tại 20 thế kỷ rồi. Tại sao nó có sự thay đổi đó? Vì nó được tính điểm bằng những đơn vị sát na sanh diệt, cho nên nếu không khéo sẽ bị thay thế. Đặc tính hai, quả câu hữu. Luận này định nghĩa là cái cùng với pháp là quả hiện hành đã được sản sinh, cùng hiện hữu và cùng hòa hiệp mới có thể làm nên, đó được gọi là chủng tử. Nói cách khác là đặc tính này loại bỏ những gì tồn tại trước nó, sau nó và ly cách nó. Hiện hành của chủng tử khác loại không chống nhau, đồng thời hiện hữu trong cùng một thân. Ở đây mô tả đến bản chất của các hạt giống như là nhân, và đồng thời kết quả trỗi dậy khi mà nhân vẫn đang tiếp tục tồn tại. Có những hạt giống nó mang cùng chủng loại đó, thì nó đồng thời hiện hữu và hỗ trợ bổ sung cho nhau. Nhưng mà nó cũng có những hạt giống
nó loại trừ đi những gì đã được tồn tại trước đó và sau nó. Như chúng tôi vừa đưa ra một cái ví dụ về kiến thức khoa học và duyên khởi của Phật giáo giúp cho chúng ta có thể loại trừ được những kiến thức mê tín dị đoan, thần quyền, nhất quyền, di vật, di tâm, vân vân. Đặc tính ba, hằng tùy chuyển, tức là năng lực duy trì một chủng loại duy nhất và chỉ một và thôi, liên tục cho đến giai đoạn cứu cánh khi hạt giống đó trở thành một quả. Giữ một hạt đậu xanh trong một cái nhà kho, 3 năm sau nó vẫn là hạt đậu xanh. 300 năm, 3000 năm, nếu trong điều kiện giữ được tốt, hạt đậu xanh đó vẫn tiếp tục là hạt đậu xanh. Và khi ta gieo trồng xuống đất, hạt đậu xanh đó sẽ cho ra một cây đậu xanh và trổ những hạt đậu xanh để phục vụ cho cái nhu cầu ẩm thực của con người. Các hạt giống kiến thức, nhân cách, tôn giáo, văn hóa, triết học, lĩnh vực, ngành nghề, khoa học v.v. được nạp vào trong kho tàng tâm thức của con người đó, nó luôn luôn tiếp tục tùy thuận hay là tùy hành theo sự hiểu của con người. Và do đó đó, nó chỉ tạo ra được một cái tính chất nhất quán trong mà tự thân của nó thôi, chứ không tạo ra một cái khác đó. Đặc điểm 4, quyết định đánh. Trong tự thân của từng chủng tử có cái khả năng tự quyết định bản chất, công năng để dẫn sinh ra các kết quả thiện hay ác tùy theo ảnh hưởng của nhân và duyên trong từng môi trường, điều kiện, hoàn cảnh khác nhau. Thì cái năng lực mà dẫn ra cái kết quả đó là chắc chắn là có thể nhiều hay ít, dài hay là ngắn, chậm hay là nhanh, điều đó là một hiện thực có thật. Chẳng hạn như một người thôn quê sống tại thành phố được yêu cầu học về sinh ngữ, chẳng hạn tiếng Anh. Những bài học ở lòng bao gồm có rất nhiều, chẳng hạn như chữ cái, rồi những câu chào hỏi vân vân. How are you? I'm fine, thank you. Ông bà khỏe không? Cảm ơn, tôi khỏe. Cái việc mà tái lập đi lặp lại câu đó bằng sự thuộc lòng đó, sẽ làm cho những người vốn không hề có bất kỳ một hạt giống nào về tiếng Anh này lại có khả năng nói tiếng Anh trong tương lai. Và chuyện đó là một chuyện chắc chắn, có thể nói dở hay là nói giỏi là tùy theo cái hạt giống có sẵn nó có nhiều không, hay là một sự huân tập hoàn toàn mới. Còn tính chất quyết định học là phải biết một cái gì đó, dù nhiều hay ít, là không thể phủ định. Đó là tính cách quyết định. Học 4 năm Phật học tại học viện, tốt nghiệp ra với một cái bằng dầu điểm của khoa triết hay thấp hơn các khoa còn lại, nhưng đảm bảo chắc chắn là ta có thể viết sách tốt, giảng kinh đảm bảo, làm Phật sự thành công. Tại vì mình được đào luyện trong một môi trường là không phải chuyên nghiệp mà là khó chịu. Bắt buộc mình phải chịu khó, ta bị tốt dữ quá. Nên cái tính chất quyết định trong tình huống này là gì? Ta thành công về kiến thức Phật học. Đó là một sự đảm bảo. Dĩ nhiên cũng có một số người ở cái mức độ trung bình,
dù sao cũng là một sự thành công. Đặc tính năm, đại chúng duyên. Bản thân của các hạt có khả năng dẫn khởi kết quả, có cái tánh quyết định để tạo ra là chính nó. Tuy nhiên, nếu không có sự hỗ trợ của các điều kiện thì chánh nhân có cũng trở thành là không. Cho nên nó hỏi sự hợp đủ các duyên chung hay là riêng đối với nó, để nó mới có cơ hội phát huy được cả tính năng. Chẳng hạn như ta học theo hệ thống tín chỉ, rõ ràng á, mình mỗi bài phải viết một bài nghiên cứu tại nhà, làm bài thi tại lớp, công thức chung là thế. Ai đi theo mô hình đó có tinh thần tìm tòi phát hiện các nghiên cứu mới, mang tính nguyên thủy, sáng tạo sáng kiến trong phương pháp luận, cách thức đặt vấn đề và những giả thuyết để đạt được một kết luận nào đó, thì tất cả cái này nó đòi hỏi đến cái duyên thư viện tốt, người hướng dẫn và gợi ý có kinh nghiệm, bản thân nỗ lực nhiều, có kiến thức về cổ ngữ để đào sâu vào những thứ mà mình chưa biết, và cộng thêm những yếu tố khác nữa, đó là kiến thức liên ngành, kiến thức về phương pháp, vân vân. Tất cả những đó sẽ làm cho mỗi bài khảo cứu làm việc tại nhà cho từng môn học đó, nó giống như là một bài nghiên cứu của các giáo sư hàng đầu, nếu ta đầu tư đúng mức. Đặc tính 6, dẫn tự quả. Mỗi một loài chủng tử dẫn đến là cái kết quả của riêng nó, mặc dầu bản thân từng loại chủng tử là một loại nhân sinh trực tiếp tạo ra, nhưng mà quả đó phải là chính nó chứ không phải là một cái gì khác đó, về phương diện tính chất bản chất. Học tiếng Anh thì kết quả không thể biết tiếng em, mà phải là biết tiếng Anh. Học chính trị thì kết quả biết về xã hội và quản trị chứ không phải là tiếng em. Còn ai lẫn lộn thì đó, học không có kết quả. Tức là ngay khi chúng ta đào luyện mình bằng trường lớp hay là tự nghiên cứu đó, ta nạp vào trong kho tàng tâm thức chúng ta những hạt giống có mục đích, và hạt giống đó nó sẽ dẫn đến kết quả của nó. Học bác sĩ để ra làm bác sĩ, cũng có một số người thuộc dạng đa hệ, trong cùng một thời điểm có thể gieo nhiều hạt giống. Mối quan tâm chính là ở phương diện này, các văn tâm phụ có thể là phương diện khác. Cho nên ngoài cái ngành chuyên môn mà họ đầu tư, họ còn học những thứ khác, thì đó kiến thức của họ từ đó là nó rộng hơn. Dù là rộng nhiều như thế, nó vẫn được xem là từng loại kiến thức đó nó dẫn đến kết quả của nó thôi. Ví dụ đang học y kèm theo nghiên cứu về Phật học, có người học thêm 3-4 ngôn ngữ, có người học thêm một cổ ngữ, thì các loại hạt giống này nó dẫn đến các loại kiến thức của cái ngành thuộc về nó mà thôi, chứ không thể tạo ra cái khác. Phần 3, phân loại và nguồn gốc chủng tử. Thứ nhất, chúng ta thử trích dẫn một đoạn trong luận Du Già nói về các loại chủng tử, theo đó chúng ta phân tích về loại hình và nguồn gốc của chúng.
luận ghi như sau: có hai loại chủng tính bản tính trụ và chủng tính tập sở thành. Bản tính trụ là sáu xứ của Bồ Tát với hình thái đặc biệt như thế, kể từ vô thủy lần lượt truyền đến nay, sở đất bởi tự nhiên, trong khi tập sở thành là các thiện căn đạt được do tập quán từ trước. Các khái niệm được sử dụng ở trong đoạn văn được trích dẫn vừa nêu đó, tôi nói là nó hơi lạ. Chủng tính bản tính trụ, tức là những loại hạt giống được xem là cố hữu, có sẵn, có lâu đề, là các hạt giống lão lạc. Tính năng của nó là giữ lại và tạo thành một khối tập kết mà con người thường gọi đó là bản tính của tôi. Chủng tính bản tính trụ, bỏ đi hai chữ đầu chữ sau cho ta là bản tính, nó gọn hơn là cá tính. Tức là các loại hạt giống mà nó được quân tập, được mình tái lập đi lập lại một cách có ý thức, do liên hệ với nghề nghiệp hoặc là do cái khuynh hướng của nhiều đời trước rồi. Bây giờ sinh ra ta có những cái bẩm năng sẵn, học rất ít mà biết rất là nhiều, hoặc là không học, nhìn, quan sát, theo dõi, để ý cũng có thể nắm được cái quy luật hay là quy lý của nó. Trong khi chủng tính tập sở thành, tức là những loại hạt giống có được do sự quân tập, do sự tập tành, do bắt chước, do học hỏi, do tìm hiểu, do giao lưu, do tiếp xúc, và cái không gian của sự tập tành tìm hiểu này nó là hiện tại để dẫn đến một cái gì đó trong tương lai ngắn hay là dài. Một triết gia nói là khi chưa học đó là thấy mình biết đủ thứ. Khi học vừa vừa thì biết mình biết tương đối ít, mà học quá nhiều thì biết mình là biết quá ít. Thì trong tình huống đầu đó là con người có khuynh hướng là lấy mình làm quy chiếu, cho nên các hạt giống tri thức được tích tập ở trong đầu thông qua giáo dục hay là tự nghiên cứu bản thân á, được đánh đồng là toàn thể kiến thức của thế giới. Nên mình tưởng là mình biết quá nhiều. Học một thời gian mình thấy ồ, kiến thức mình so với cái kia thì giống là xem 80 hay là 50. Tức là mình giảm xuống cái mức độ cường điệu hết 50%. Tức là thừa nhận cái sự giới hạn của kiến thức ở mức độ tương đó. Khi học trở thành các khoa học gia, các nhà bác học nói chung, thì thấy kiến thức của mình quá ít ỏi. Bác học cũng là bác học trong một lĩnh vực, chứ không phải là bác học của toàn bộ mọi thứ. Cho nên càng đào sâu vào một lĩnh vực, ta thấy kiến thức của mình chẳng là bao. Thì cái gọi là chẳng là bao trong cái mảng hay là khối kiến thức mà con người có thể cảm nhận được đó, nó có thể là những hạt giống đã có sẵn cộng với những hạt giống mới. Trong quá trình tìm hiểu con người, còn các hạt giống lành đó, đạt được là do tập quán từ trước, liên hệ đến những cái hạt giống sẵn có. Nhưng mà cũng có những cái căn lành là do con người mới quân tập, mới tập tành, mới học thôi. Trên cơ sở đó, các nhà luận sư duy thức học đã chia ra ba loại học thuyết như sau về nguồn gốc của các hạt giống. A. Thuyết bản hữu của ngài Hộ Nguyệt.
Thuyết này cho rằng mọi hạt giống đều có sẵn. Qua thuật ngữ pháp nhĩ bản hữu, dịch nghĩa nôm na là mọi vật hiện tượng tự thân nó là thế. Hỏi lý do sao nó thế? Vì nó không thể không là thế. Đó là tôi nói một cách bao quát nhất, có vẻ hơi ngớ ngẩn mà sự thật là thế. Hỏi tại sao tu sĩ Phật giáo phải cạo đầu? Có người nói là để đỡ ngứa, có người nói là để đỡ tốn xà bông, có người nói để mát, có người nói để thấy trẻ trung hơn. Còn pháp nhĩ bản hữu trong tinh thần của Phật dạy đó, cạo đầu đó là một thông điệp. Cái răng cái tóc được quan niệm dưới góc độ văn hóa của Ấn Độ Việt Nam là pháp con người, là con người với răng tóc râu tóc được hiểu là con người phàm, và cạo nó đi đó là cho chúng ta thấy ta đang nỗ lực rũ bỏ những cái phàm, tạo ra một con người mới. Và mỗi ngày sờ vào đầu như một thông điệp rằng mọi lời nói ứng sự việc làm của tôi đó phải làm sao theo định hướng là khác với người phàm, theo chiều hướng là mở ra một phương trời cao rộng. Tâm, ý, hành động và phương thức sống đó phải khác với nỗi khổ niềm đau, vượt lên trên chúng và giúp cho người khác cũng thành công tương tự. Vì nó có sẵn cho nên chỉ cần một chất xúc tác, một cái tác động là nó có thể phát sinh. Học thuyết này cho rằng là hầu như là không có cái gì trên cuộc đời này mà không có kiến thức sẵn trong bộ não á. Con người chỉ xào nấu lại theo một cách thức nào đó với một hệ thống, thông qua cái cách sắp đặt của con người mà các loại kiến thức nó được tuôn trào thế này thế kia. Dĩ nhiên cho tất cả mọi hạt giống có sẵn đó, có thể dẫn đến những cái tình huống con người sẽ ý lại rằng là tôi có đủ hết rồi, tôi không cần phải học, tôi không nỗ lực hết đó. Phật tánh có sẵn trong mọi chúng sinh, như vậy đến lúc nào mình thích thì nỗ lực khai thác nó trở thành là tính giác, còn nếu chưa cần thiết thì cũng không cần phải vội vã gì. B. Thuyết Tăng Hưng do Ngài Thắng Quân và Nang Đà chủ xướng. Học thuyết này đối lập với học thuyết bản hữu cho rằng các hạt giống không có sẵn, do quân tập mà hiện hữu, giống như là tiến trình ướp mùi vào một sự vật nhất định nào đó. Chẳng hạn như ta dùng mùi hương ướp vào trong gỗ để khoảng chừng 30 ngày, đem gỗ đó ra trưng bày trong các tủ đó, thì gỗ sẽ thoang thoảng mùi hương và độ tồn tại của mùi hương có thể kéo dài là 1 tháng, 2 tháng. Như vậy cái mùi hương đó chưa hề có sẵn trong gỗ mà được quân tập, được sung ướp, cho nên nó mang tính cộng hưởng. Và theo học thuyết này tất cả các hạt giống cũng như thế thôi, chẳng qua là sự sung ướp đó đã lâu, tái lập lại nhiều lần và có những cái sông ước mới. Khác biệt ở chỗ là tính thời gian và cái độ hấp thu ở trong việc sông ước của các hạt giống thôi. Điều này buộc chúng ta không thể ý lại chính mình, tức là ai muốn thành công nhiều phải nỗ lực nhiều. Thiên tài là chủ dài của nỗ lực.
Một vấn đề khác được học thuyết này đưa ra là ngay cả các học chủng tử vô lậu cũng phải do quân tập đó, chứ không thể nói là có sẵn. Và sự quân tập đó liên hệ đến cả một tiến trình, trước nhất là nghe chánh pháp, thực hành giới hạnh, rồi phát triển thiền quán để có được tuệ giác. Các hạt giống vô lậu nó sẽ trở thành là nổi trội trong tâm thức của một con người. Chứ còn cho rằng là nó có sẵn đó thì không hẳn thế. Nếu người ta đã có sẵn rồi thì tại sao vẫn lại tiếp tục là phàm phu? Thì cái quan điểm mà có sẵn nó trở thành là mối quan tâm của đại thừa Khệ Tín Luận. Và đây ngài Thắng Muôn đó thì cho rằng là nó không nên hiểu như thế. Cũng giống như ta cho rằng là các quặng mỏ là có sẵn dưới lòng đất, hay là trải qua một tiến trình phát triển tồn tại của trái đất hay là một hành tinh định tinh nào đó, mà một số quặng mỏ đó bắt đầu đã được phát sinh. Có cái nó phát sinh được 3.000 năm, có cái là 10.000 năm, có cái 50.000 năm, có cái là mới 1.000 năm, có cái cũng có một vài trăm năm. Cho nên các cái loại hình kim loại đó có loại non, loại già, loại đúng tuổi, loại thiếu tuổi chứ. Chứ nếu mà nó có sẵn thì tất cả các cái loại quặng này nó phải giống nhau hết chứ. Vì đó học thuyết Tăng Huân á, xem ra có vẻ đứng vững hơn. C. Quan điểm của ngài Hộ Pháp. Ngài không có chủ trương rõ, theo ngài đó là các hạt giống là có sẵn hay là do quân tập. Ngài nói cho như thế này: mỗi một chủng tử, dầu hữu lậu hay vô lậu, đều có hai loại. Có loại là bản hữu, có loại là thủy khởi, tức là loại có sẵn và loại mới bắt đầu. Có sẵn ở đây được hiểu trong một cái không gian rộng và trong một chuỗi thời gian là liên hệ với cái quá khứ. Quá khứ của hôm qua, năm trước, 10 năm trước, mấy chục năm trước, kiếp trước, nhiều kiếp trước. Chứ không nên hiểu theo cái nghĩa tuyệt đối. Đối với chủng tử có sẵn đó thì công năng của chúng sai biệt, tạo ra tiến trình dẫn khởi và khởi sinh các uẩn, thế giới và tồn tại tự nhiên. Tất cả các hệ giống này đều tồn tại trong thức hệ ra từ vô thể như chính bản thân của thức. Do đó khi hỏi con người từ đâu mà đến thì Phật giáo sẽ lý giải pháp nhĩ, tức là cái quy luật tồn tại của nó là như thế. Khi nguyên ra cái nguồn gốc đầu tiên là không thể thành tựu được, và đó chỉ là cái khí đạo cho dẫn đến sự thống nhất quan điểm với nhau. Bản hữu chủng tử trong phần trước chúng ta đã phân tích, nó có cái từ tương đương là chủng tính của bản tính chủ. Còn thủy khởi là mới được hiện hữu do thường xuyên quân tập bởi các cái biểu hiện, hay còn gọi là chủng tử tập đại thành. Cái gì mà mình làm tới làm lui, làm xuôi làm ngược á, thì trước sau gì chúng ta cũng biết. Thì tất cả những lời đó gọi là chủng tử bản hữu, xin lỗi, thể thủy mới bắt đầu rồi. Bây giờ ta đào sâu thêm chút xíu về hạt giống có sẵn. Bản hữu chủng tử còn được gọi là chủng tử câu sinh, tức là sự tồn tại của nó cùng với cái lúc mà con người có mặt trên cuộc đời, trải qua nhiều kiếp với nhiều loại hình sự sống khác nhau. Từ khi con người sinh ra là nó đã có mặt rồi.
hay gọn hơn là bản tánh trụ chủng, hạt giống trong bản tánh, hạt giống bẩm chất, bản tánh, cá tánh. Thì cái giống này chia làm hai, theo nghĩa đơn thuần nhất là hạt giống vốn có, nó có từ nhiều kiếp, có thể nói là không có điểm bắt đầu, tạo ra cái tính mẫm năng, thằng đồng, thiên tài, tài năng, năng khiếu, giỏi giang sẵn. Các loại hạt giống như này thì ai cũng có thể cảm nhận được hết. Có rất nhiều tu sĩ Phật giáo chúng ta chẳng học một bằng cấp nào hết, nhưng biết 50 ngôn ngữ và viết sách giảng kinh đó, không thua giáo sư nào ở cấp đại học. Nếu các hạt giống đặc biệt đó nó được gửi đến trường lớp giỏi từ nhỏ đó thì họ sẽ giỏi hơn nữa. Tại vì ở đây các hạt giống có sẵn đó, nó tự chín mùi và tự kích hoạt đấy thôi, chứ không có sự xúc tác, hướng dẫn, nâng đỡ, hỗ trợ. Gặp được môi trường tốt đó, thì hạt giống đó sẽ nổi trội gấp nhiều lần. Do đó tự học bao giờ cũng không bằng là học ở trường lớp là thế. Ví dụ như mình đã có một sẵn một khối kiến thức tạm gọi là 5.000 Newton và không học gì mình cũng biết, biết giỏi cũng không thua ai. Mà nếu ta đi gặp một giáo sư đại học lỗi lạc chỉ chuyên cao thêm một vài cái phương pháp luận nữa thì 5.000 Newton này trong thời gian ngắn có thể nhân lên thành là 50.000, mà không nó chỉ nằm ở 5.000, phát triển thành 5.500 rồi đến 6.000 hết. Do đó giáo dục bao giờ cũng quan trọng, và các quốc gia tiên tiến nó phải xem giáo dục là mũi nhọn được quan tâm hàng đầu để phát triển quốc gia. Những nước nghèo đó thì chỉ lo cơm áo gạo tiền, cho nên hầu như không đầu tư nhiều về giáo dục. B, hạt giống bản năng là chỉ chung cho tất cả các loại hạt giống xấu nhất ở trong sanh tử thuộc về thế gian hay là hữu lậu. Chẳng hạn như những hạt giống có khuynh hướng tính dục, rồi tham lam, si muội, sân hận, cái này không ai dạy, người nào cũng có, một đứa con nít nó cũng có các cái bẩm năng này. Hạt giống bẩm năng là hạt giống không đòi hỏi đến tính giáo dục, mà sự hiện hữu và cái năng lực của nó nổi trội hơn, sống dai dẳng hơn và ám ảnh con người nhiều hơn. Quá trình giáo dục về đạo đức và tâm linh đó, chẳng qua chỉ là một nghệ thuật để giúp cho chúng ta làm chủ được các hạt giống bản năng này và chuyển hóa tận gốc rễ các hạt giống bản năng, từ đó được gọi là thấm thôi. Nhìn chung thì các hạt giống vốn có hay là bản năng đó, nó là một cái gì đó rất dễ nhớ, dễ ấn tượng, có hoạt dụng rất là mạnh, sức sống dai, khó mà chết đi được lắm. Chỉ cần một chất xúc tác nhỏ thôi là mọi thứ được tái hiện trở lại như chưa từng bị mất. Trong khi khởi thủy chủng tử, tức là chủng tử mới đó, hạt giống mới gieo, mới sinh, mới nổi dậy hoặc là mới toanh, là do mình tập tành bắt chước. Do đó tính năng của nó là yếu, đòi hỏi đến sự chăm sóc nhiều và sự liên tục trong chăm sóc đảm bảo được cái sự trưởng thành của các hạt giống đó. Cho nên nếu thiếu đi sự hỗ trợ, các hạt giống này sẽ bị bỏ quên, lãng quên và gần như là bị vô hiệu hóa, mặc dù nó vẫn tồn tại.
Có người hồi lúc cấp 3 đó đã từng học tiếng Anh, sau khi tốt nghiệp đại học nó cũng được học thêm một vài năm nữa. Thì qua kinh doanh không có cơ hội giao tế, tiếng Anh nó gần như là bỏ quên 50 năm. Bây giờ do cái yêu cầu của công việc mà những người đó nó được yêu cầu học tiếng Anh trở lại, thì năng lực tiếp thu, nhớ bài và ứng dụng của người đó sẽ nhanh hơn. Cái đó gọi là bản hữu ở cái giai đoạn ngắn, đó là của 20 năm trước. Còn người từ đó về trước giờ chưa học, vì ngoại ngữ họ chọn là tiếng Pháp hoặc là tiếng Hoa, bây giờ buộc phải học tiếng Nhật nếu muốn duy trì việc làm. Tiếng Nhật đối với họ cái gì đó tương đối là khó, tại vì chưa hề có điều kiện làm ngoại quốc đó. Thì trong trường hợp đó thì đừng có nản chí, bởi vì cái gì chúng ta nỗ lực rồi nó cũng trở thành là quen, trước là sao quen là thế. Cũng cần lưu ý là các hạt giống mới gieo đó dễ dàng bị thay thế, loại trừ vô hiệu hóa bởi các hạt giống khác. Và nếu những cái hạt giống mới này có tính năng thay thế do sự chủ yếu của con người, thì cái hấp lực của nó là mạnh và thu hút cao vì sự gây ấn tượng và mối quan tâm về nó nhiều hơn. Do đó nó đòi hỏi và phải có những cái hỗ trợ mạnh hơn, chuyên nghiệp hơn để làm cho nó giàu rất mới mà kết quả rất mạnh. Chẳng hạn khi chúng ta được thông tin Học viện Phật giáo Việt Nam ký hợp tác với trường đại học Phật Quang Sơn, mỗi năm thì có thể duyệt 6 học bổng cử nhân và 3 học bổng thạc sĩ. Học ở Phật Quang Sơn thì đòi hỏi đến tiếng phổ thông. Có nhiều người trước giờ học tiếng Anh để đi Ấn Độ và những nước nói ngôn ngữ này, thì bây giờ có cái nhu cầu đi Đài Loan, cho nên phải lập tức học để thay thế cái tiếng Anh để đáp ứng cái nhu cầu học trong lớp. Do vì cái động cơ đó và cái việc học này nó trở nên rất là sôi động, và do vậy trong một thời gian ngắn người này vẫn giỏi tiếng Hoa như thường. Nó có một cái sự thôi thúc, chứ không phải lúc nào hạt giống mới là yếu. Như vậy yếu và mạnh của các hạt giống còn lệ thuộc rất nhiều vào cái sự quyết tâm hướng đến mục đích của từng con người. Do đó mạnh và yếu các hạt giống chỉ là một sự tương đối. Ba, chủng tử hữu lậu là khái niệm chỉ chung cho tất cả các hạt giống mà tính năng của nó đó dẫn con người đến việc tiếp thu hay thừa hưởng kết quả thiện và hậu quả ác do chính con người tạo ra. Và các loài chúng sinh khác cũng vậy, chúng sinh sanh tử thuộc về dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Như vậy thiện trong hữu lậu đó là dẫn đến phước báo, còn việc tái sanh vẫn tiếp tục diễn ra. Bốn, chủng tử vô lậu tức là các năng lực phần lớn là đạo đức tâm linh cao, có khả năng dẫn đến kết quả an vui và giải thoát ở hiện đời cho bất cứ ai sở hữu nó, đầu tư vào nó, phát triển nó. Một đoạn trong Nghĩa Đăng nêu ra thế này: trong địa vị phàm phu, vô lậu chưa phát sinh nên nó không thể là cái quân tộc, cũng không tồn tại từ vô thủy. Thì quan điểm này là hoàn toàn thích hợp với học thuyết tăng quân chủng tử. Đối với hạt giống vô lậu tức là tính năng giải thoát, niết bàn,
thì rõ ràng là nó không hề có sẵn ở trong người phàm. Cái câu nói tất cả chúng sinh đó là Phật sẽ sanh chuẩn hơn rất nhiều so với cái câu nói là tất cả chúng sinh là Phật đã thành. Vì hiện nay vẫn là gọi là phàm, sao gọi là đã thành được? Còn cái tính khả thể trong việc biến cái hạt giống phàm trở thành thánh, hay là chuyển hạt giống phàm đến đàn gốc rễ thì thánh được hiển hiện đó, là điều không ai có thể phủ định. Nhưng mà cho nó là có sẵn thì nó không hẳn thế. Do đó phải huân tập. Bây giờ ta thử phân tích về cái mối liên hệ đa chiều của các hạt giống, tức là hay nói cái khác là sự tương tác giữa chúng như thế nào. Nhận xét một, nếu không có dụng ý của người sở hữu các hạt giống thì các hạt giống được đưa vào trong kho tàng A Lại Da sẽ nằm nguyên, không tách lập, không ảnh hưởng lẫn nhau. Đây chỉ cho tình huống có nhiều người cứ nạp hết các hạt giống của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, rồi kiến thức, các lĩnh vực ngành nghề đưa vào hết nhưng mà không có cái khả năng vận dụng. Không có sử dụng được gì cái mối liên hệ, liên ngành, đa ngành giữa chúng. Cho nên mặc dù học nhiều mà vẫn chẳng giỏi bao nhiêu. Vì tính liên hệ để tạo ra cái quy luật giúp cho chúng ta có thể hiểu sâu hơn hoặc là bổ sung ở mức độ nào đó đó không thực hiện được. Nhận xét hai, do tác động của sự huấn luyện có phương pháp, các hạt giống sẽ tương tác theo hướng hoặc là bù trừ hoặc là tạo ra một ảnh hưởng hỗ trợ lẫn nhau. Cái gì yếu cái đó sẽ bị thay thế. Như vậy quy trình này sẽ tạo ra sự chuyển nghiệp. Ví dụ trước đây thì mình có thói quen hút thuốc, uống cà phê đậm. Bây giờ khi trở thành Phật tử rồi đó thì chúng ta thấy thuốc hại cho cơ thể, cà phê đậm thậm chí là trà đậm không tốt, nên điều chỉnh thói quen. Sự điều chỉnh lúc đầu nó có thể tạo ra một cái cú sốc về tâm lý, nó có sự giằng co về cái cũ và cái mới đó, nó làm cho chúng ta vật vã, bần thần, mệt mỏi, giả dụi á. Mà sau đó rồi đó, cái hạt giống mới này sẽ cướp lấy chính quyền, không hoàn toàn cái đời sống tinh thần, đạo đức, nhân cách của chúng ta. Chúng ta trở thành là một người tích cực hơn và có giá trị hơn. Phần 4, quán tính của chủng tử. Chữ quán tính là dịch thoát nghĩa từ chữ tập khí đó. Sử dụng ngôn ngữ vật lý học để nói đến cái đà lao tới phía trước của các hạt giống khi nó đã được huân tập như là một thói quen. Vasana trong tiếng Sanskrit có khi được dịch là tập khí, có khi dịch là huân tập, có khi là tàn khí, có khi là dư tàn, có khi là tập quán. Có nguồn gốc từ căn hoặc là vas, nghĩa đen là sông ướp, sông hương, hoặc là từ căn vasati, nghĩa là ở và cư trú. Một số bản luận hồi nãy chúng ta trích dẫn đó, có nghĩa là bản trụ đó, là dựa vào cái chỉ cư trú. Nghĩa này thì nó hơi tối, hơi khó hiểu. Sử dụng cái từ quân tập, nó có vẻ nó gần gũi với người Việt Nam và Trung Hoa hơn, vì nó liên hệ đến tiến trình sông ướp, sông hương hay là nhuộm. Từ tuổi ngủ 50 trở lên đó, một số người có thói quen là nhuộm tóc để khỏa lấp đi cái tuổi già do tóc bạc. Cái nhuộm vô thì chúng ta trắng thành đen hết, nhìn thấy trẻ trung.
và các thói quen nó cũng được nhuộm như thế, là lúc mình không để ý. Chẳng hạn như tại các trường lớp thì chúng ta nghe tiếng chuông reng là tự động vào lớp ngồi học, đó là một thói quen tích cực. Có người nghe reng 10 phút sau mới vào lớp học, đó là thói quen nhưng tiêu cực. Thì người đó có thể nghĩ rằng là vào lớp sớm chi, thầy giáo thế nào cũng tới trễ hơn mình. Và có người nói là thường giảng 50 phút đầu là mới bắt đầu đề ba thôi, chưa hấp dẫn, cho nên là mình vô ở 10 phút trở đi thì xe nó đã bắt đầu tăng tốc rồi, máy nóng chạy ngon, nghe cho đó là vừa. Và có thể có nhiều lý do khác, người đó để uống trà cho nó đã, vào sau hút hết điếu thuốc rồi hãy vào. Các thói quen nhựa mới là sông ướp đều tạo ra tính lệ thuộc tâm lý và lệ thuộc trên thân. Ai có thói quen uống cà phê đến giờ đó mà không uống mệt lắm, không muốn làm cái gì. Chị em phụ nữ có thói quen ăn trầu mà thiếu nó là gần như không tác dụng. Thường những cái mùi vị nồng khó chịu chừng nào thì nó tạo ra thói quen chừng đấy. Lúc mới nạp vào thì khó, nhưng mà nạp qua lần thứ ba thì trở thành là nghiện. Bản chất của thói quen là vậy, nó từ từ nó tạo ra cái tính tăng đô, nó nhiều hơn, nó bắt buộc là chúng ta phải đáp ứng cho nó. Chữ quân tập nó còn được gọi là sở quân tập, tức là những cái được sông ướp, chẳng hạn như trà được ướp với hương sen thì ta gọi là trà sen, trà ướp với hương lài gọi là trà lài. Bản thân của trà thì không có mùi lài, mùi sen, nhưng mà do vì sự sông ướp mà nó tạo ra mùi đó. Bây giờ người ta phát hiện ra các loại mùi và cái công nghệ hóa chất đã làm cho mùi đó nó còn hấp dẫn hơn là những cái mùi hương thiên nhiên đó. Và ai sản xuất ra các hương liệu là làm giàu trên toàn hành tinh, vì một chai bé bé nhỏ nhỏ quý bà có thể mua 1.000 đô, 500 đô, 600 đô, vâng vâng, mà đã sử dụng nó rồi đó thì nghiện, mà thiếu nó thì chịu không nổi vì mất tự tin. Huân tập và nhuộm ướt các thói quen của con người được xem là tiến tự giáo dục, gọi là giáo dục ở trường lớp, đều có thể đến tình trạng là chúng ta xác lập cái dữ liệu kiến thức đó, hạt giống đó một cách vững chãi hơn. Như vậy ta có thể định nghĩa sự quân tập các hạt giống là tiến trình tái lập lại một cách có ý thức về một hành động, về một lĩnh vực. Từ cái đó đó tạo thành thói quen. Thói quen tạo ra quán tính của nghiệp. Quán tính của nghiệp tạo ra nghề. Và nghề đó nó tạo thành ra các phương diện của sự sống. Các quán tính tiêu cực có thể tạo ra một cái lực kỳ và kéo chúng ta. Nhiều người có thói quen cờ bạc á, lãnh lương ra là phải vào sòng bạc thôi. Lúc đó có trách nhiệm với cha mẹ bỏ hết, người tình cũng bỏ luôn. Tại vì bạc á, lúc đó là thượng đế. Người có thói quen uống rượu, ở Việt Nam thì cứ 5 giờ chiều là chạy ra quán nhâm nhi cho đến 10 giờ khuya về. Bây giờ là nhậu không còn là chiều tối nữa, ban ngày, ban trưa, lúc nào cũng nhậu được hết. Cái lực kỳ đó nó làm cho người đó phải bị lệ thuộc rất lớn. Còn các cái cơn nghiện
ma túy hay là các loại xì ke tổng hợp á, lại tạo ra cái lực kỳ, lực kéo nhiều hơn. Còn khi chúng ta đi học á, nó thuộc về là một quán tính tích cực, nó giúp cho mình có một cái lực đẩy thôi thúc, nó làm cho mình vượt qua những khó khăn, trời nắng chang chang vẫn đi cảm thấy thoải mái, không có gì hết á. Đi về chang chang hoặc là nước ngập luôn cũng cảm thấy vui. Mà có người còn nói là sáng nghe đạo mà chiều chết chẳng phải vui sao. Nói về Phật giáo á, thì đang lúc nghe đạo mà chết cũng vui quá trời. Ta thử quan sát cái quán tính của chiếc xe. Xe chạy với tốc độ 100 cây số một giờ. Nếu trước có một cái cản vật nào đó, tài xế của chiếc xe phải thắng gấp. Ham phanh đã giữ bánh xe lại, nhưng mà cái quán tính nó vẫn đẩy chiếc xe tới phía trước. Và nếu ta nhìn từ bên hông, ta sẽ thấy là hai bánh xe sau sẽ nhổng lên. Mà nếu phanh quá nhanh và gấp á, có thể nó lộn tới phía trước vài ba dòng. Còn xe tốt á, thì có thể phanh lên rồi ngã bệt xuống dần 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 vài ba cái. Người ngồi trên xe sẽ bị lao tới phía trước. Và dựa vào cái quán tính này mà người ta đã làm cái dây đai an toàn. Xe đắt tiền thì dây đai an toàn rất tốt. Mike Tyson sau khi nghiện rượu, rủ ma túy, thì anh đã chạy xe lao vào trong một cái cây cổ thụ với tốc độ 100 cây số giờ. Nếu xe thường là anh ta chết nhất rồi. Và cái bộ phận an toàn của xe tống ra một cái bọc hơi, làm cho cái đập mặt á vào trong cái bóng bọc hơi đó thôi. Cho nên ta chỉ tạm ngất xỉu, mấy chục phút sau tỉnh dậy. Thì những xe đó thường trị giá khoảng 1 triệu đô. Người giàu thì ta quan trọng đến cái độ an toàn lắm, vì sự sống đối với họ là quý. Mà tiền đâu có thiếu chi, họ phải mua chiếc xe 2 triệu đô, 5 triệu đô, 10 triệu đô. Còn mình nghèo phải kiếm chiếc xe chừng 2.000 đô là được rồi. Ở Việt Nam thì xe bán gấp 3 lần hay mắc, để hạn chế việc sử dụng xe đó. Còn ở Hoa Kỳ mà xe chạy từ 100.000 cái số trở lên đó, giá bán còn lại 1/4. Mặc dù vẫn còn mới cáo cạnh, ít hư lắm vì đường nó quá tốt. Người Việt Nam qua bển muốn tiết kiệm thì cứ mua những xe đó, mà mua đấu giá là càng rẻ nữa. Ta tiết kiệm được nhiều. Thì thói quen đối với việc thiện, việc ác đó, cũng có một cái quán tính mà như thế. Đôi lúc mình muốn dừng rồi, nó vẫn đẩy mình lao tới phía trước, như là một phản lực tự nhiên đó. Những người nỗ lực trốn thoát các động quỷ đó thì bị ma cô rượt đuổi theo, bắt được đó là hành hạ, đánh đập, tra tấn, rồi trói đến độ cho người đó sợ mà không dám khởi lên bất kỳ một ý niệm mà thoát khỏi đây nữa. Cái lực ghi trong tình huống này là phải nói là ghê gớm lắm. Dướng vào rồi không phải dễ thoát ra. Còn người mà đã đam mê Phật pháp rồi, muốn vào khuya đến giờ là tự động thức dậy, không ai gọi chua, không ai kêu cũng vậy, nó thôi thúc mà. Và trong đầu có người nghĩ rằng là nghe một tiếng chuông bon, cái nghe Phật nói là con ơi đúng 4 giờ rồi, dậy đi, ngủ chi nữa. Còn nếu người nào mà có người mẹ thương mình nhiều đó, thường nhắc mình điều này, hung đúc mình điều kia, thì lúc đó nghe lời của mẹ hay thấy mẹ lầm cộp dậy, cái mình cũng thức dậy để mình phụ giúp mẹ, thì thức dậy lên điện Phật. Thì mỗi người đã có một cái dữ liệu nắng tạo ra các hình ảnh để tự nhắc nhở mình. Đó là sự thôi thúc. Chắc lẽ là chúng ta sẽ dừng lại tại đây và tiếp tục phần sau đó, thì nó cũng còn hơi nhiều
dài quá. Thì việc mà nghiên cứu về các hạt giống như thế là khá bao quát, còn phân tích chi tiết thêm đó thì cũng rất là cần thiết nếu chúng ta có nhu cầu đào sâu. Có thể tuần sau chúng ta sẽ học thêm một buổi về các hạt giống. Hai tiếng sau là giờ của thầy Phước Đạt. Sư Giác Duyên sẽ dạy, nhưng giờ của Sư Giác Hoàng thì tôi sẽ dạy thế. Sư Giác Hoàng bị kẹt khóa tu một tuần, cho nên giờ của Sư Giác Hoàng là giờ thứ mấy? Thì giờ quý thầy quý cô sắp như thế này. Sư Giác Duyên là vì ở quá xa, cho nên là khi sư xuống đó thì mình dành thời gian nhiều chút xíu, có thể mượn giờ luôn của thầy Phước Đạt đi. Nếu sư dạy luôn giờ của thầy Phước Đạt với một giờ của sư Giác Hoàng thì chúng tôi sẽ bù một giờ của sư Giác Hoàng, đại khái thế. Cứ bàn với lại sư Giác Duyên thử ha, chứ mỗi lần đi xa vừa tốn tiền vừa mất thời gian. Rồi sau khi liên lạc xong thì báo lại giùm ha. Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ